Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện trang trí quyển sổ nhật ký với chủ đề nấu ăn. Mời các bạn cùng theo dõi mình nha.
Mình đã hoàn thành rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha.